Và ở vòng thử tài suy đoán này, ở trên màn hình sẽ có hình ảnh của 10 bé. Mỗi bé sẽ có một số điểm, một câu hỏi và một câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Quan trọng là mọi người phải đoán được đúng ý của nhân vật mà mình chọn. Bây giờ đội nào sẽ là đội tham gia đầu tiên nè? Lady First. Đội của con gái. Ok. Con chọn bạn nào? Minh Ngọc. Rồi, chọn bạn Minh Ngọc. Mà câu hỏi ứng với bé Minh Ngọc như sau. Nghe rõ và trả lời nhé. Mỗi bạn sẽ có 10 giây. Học giỏi và xinh đẹp, cái nào quan trọng hơn? Xinh đẹp. Bé chọn xinh đẹp. Em nghĩ với cái lứa tuổi mà trạc tuổi những bạn nữ cỡ này thì muốn được xinh đẹp, muốn làm cô tiên này nọ hơn. Vậy là chọn xinh đẹp phải không? Dạ. Vậy là không biết ý của bé Minh Ngọc như thế nào ạ? Học giỏi và xinh đẹp. Học giỏi quan trọng hơn, vì mình học để mai mốt mình lớn lên, mình giúp, mình có kiến thức, mình giúp cho nước nhà. Trời ơi. Quan trọng vẫn là kiến thức đã. Sắc đẹp thì từ từ tân trang sao? Dạ. Tại em tân trang hoài em không đẹp á. Không đẹp, ước mơ xinh đẹp. Nhưng mà cụ thể là bé Minh Ngọc là sẽ có số điểm như thế nào ạ? Sai rồi. Các cô chú đã mất 20 điểm. Trời ơi. Mất 20 điểm. 20 điểm là một con số khá cao đó nha. Rồi, xin mời đội của nghệ sĩ Gia Bảo. Con, dạ. Ưu tiên con chọn đi. Dạ, con sẽ chọn Minh An. Minh An. Câu hỏi thuộc về bé Minh An như sau. Làm nghề giáo viên khó hơn hay làm bác sĩ khó hơn? Thì chú Bảo nghĩ là chắc là bạn sẽ nói là làm bác sĩ khó hơn. Dạ, con nghĩ rồi. Sao? Cũng vậy. Thật ra là cái nghề nào cũng khó hết. Dạ. Nhưng mà làm bác sĩ thì nhiều khi phải đối diện với máu, đối diện dạ, với lại... Rồi. Đúng không? Là nó khó hơn đúng không? Đúng rồi. Dạ, quyết định con chọn bác sĩ. Bác sĩ khó hơn. Rồi, đáp án của đội anh Gia Bảo là bác sĩ. Đáp án của Minh An là gì ạ? Dạ là bác sĩ, bởi vì bác sĩ phải rất là thông minh thì mới có thể biết rằng là chúng ta nên làm gì khi bệnh nhân đang có tình trạng khó khăn. Rồi, cảm ơn bé Minh An rất nhiều ạ. Vậy thì không biết bé Minh An sẽ mang về cho đội anh Gia Bảo bao nhiêu điểm nè? Chúc mừng cô chú, cô chú trả lời đúng rồi, nhưng mà cô chú chỉ nhận được 10 điểm thôi. Có mà có thêm 10 điểm. Bảo Tiên ơi, con chọn bạn nào con? Nào nữa? Để chú chọn. Dạ, chọn. Đội Minh Dự chọn bé Minh gì đi? Bé Minh gì hả? Nếu Minh Dự thì sẽ chọn Minh Thư đi. Minh Thư. Rồi, bé Minh Thư, câu hỏi như sau. Cô giáo của con và mẹ của con, ai hiền hơn? Cô giáo như mẹ hiền. Rồi. Không, thường có hát là cô giáo như mẹ hiền, nhưng mà thực ra thì vô lớp nè, cái người thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên bắt sợ trả cô bài giáo. Đó, sợ cô giáo hơn. Thấy không, nhắc tới cô giáo là em rớt luôn. Đó, ở nhà là mẹ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ để bảo đảm là thấy con giáo viên làm khó hơn mẹ rồi. Chọn mẹ hiền hơn. Mẹ. Chọn mẹ ha. Xin mời câu trả lời nè. Mẹ với cô giáo, mẹ hiền hơn là vì mẹ lo lắng cho con. Mẹ hiền hơn, xin chúc mừng đội của Minh Dự. Yeah. Rồi, Minh Dự ơi, không biết là con mang về cho đội của anh Minh Dự là bao nhiêu điểm nào? Chúc mừng cô chú được 10 điểm. Quân bình tỷ số rồi. Rồi, bây giờ tới lượt đội của anh Gia Bảo ạ. Bây giờ... Con chọn Gia Hân. Rồi, Gia Hân. Nếu gặp người ngoài hành tinh, con có chào họ hay không? Dạ, đáp án cuối cùng là không. Không chào. Khoan, suy nghĩ kỹ. Lạnh lùng vậy sao? Chào đi. Chào đi. Chào đúng không? Chốt chưa? Chốt. Rồi chốt. Gia Hân ơi, con có chào hay không? Chắc con không chào, tại vì con có chào người ta cũng đâu có hiểu đâu. Trời ơi, hồi nãy không nghe lời con. Không nghe lời con. Trời ơi, không nghe lời con. Bị con nít đổ thừa. Thật là đáng tiếc, không biết là bé Gia Hân mang bao nhiêu điểm ạ? Tiếc quá đi, cô chú không được nhận 20 điểm từ con rồi. Trời ơi, 20 điểm lắm. Rồi. Chờ tới con chọn đi, con chọn bạn nào đi. Gia Phát. Rồi, bạn Gia Phát. Câu hỏi của bé Gia Phát như sau. Người lớn có thích nghe nhạc thiếu nhi hay không? Người lớn có thích nghe nhạc thiếu nhi không? Ở nhà mà nhà con người lớn có thích nghe không? Không. Không thích hả? Mỗi lần con nghe, ba mẹ con có nghe chung không? Không. Không hả? Không. Người lớn. Thì bé nói không rồi, thì chọn không. Nhiều khi bé... Thôi em trả lời là không đi. Rồi bây giờ mình chốt đáp án là không nha. Không. Vậy thì đáp án cuối cùng đội Minh Dự đưa ra đó chính là không. Gia Phát à, con trả lời như thế nào vậy Gia Phát? Người lớn đâu có nghe nhạc
bà sợ con nít đâu, tại vì bởi vì con nít mới ra thôi. Ồ, vậy là người lớn không hề ghê. Chúc mừng đội của Minh Dự ạ. Gia Phát ơi, con mang về cho đội của Minh Dự bao nhiêu điểm nào? Cô chú đã nhận được 20 điểm. Ôi, cao điểm quá. 30 điểm, tạm thời đội của Minh Dự đang dẫn trước đội của anh Gia Bảo. Bây giờ đây là cái giờ phút để chúng ta có thể một là lật ngược thế cờ, hai là quân bình tỷ số. Anh đường chọn dài đi. Mới biết ngựa hay ngựa chắc à. Chọn đi con. Chọn đi con. Rồi con đó. Hơi căng à. Chọn Long Tuệ đi. Rồi, câu hỏi của bé Long Tuệ như sau. Theo con. Dạ. Cá là con cá đó. Dạ. Có bị sâu răng không? Một con cá mập nó chỉ có răng nhưng mà nó không bị sâu răng. Tại vì cá mập nó thay răng, đúng không? Không. Không luôn. Tại cái răng nó chắc lắm. Chắc lắm chú ơi. Đáp án của con là không đúng không? Dạ đúng rồi. Long Tuệ à, ý con như thế nào? Dạ không, vì con cá nó không có răng, nó chỉ có mỏ thôi. Tuyệt vời. Không biết là bé Long Tuệ sẽ mang về cho đội anh Gia Bảo bao nhiêu điểm đây ạ? Chúc mừng cô chú, đã nhận được 20 điểm rồi. Wow. Hai người bằng nhau mà dễ. Rồi, vậy là sau vòng thử tài suy đoán, cả hai đội của chúng ta, đội của Minh Dự được 30 điểm. Đội của anh Gia Bảo cũng được 30 điểm. Tạm thời, hai đội đang hòa nhau. Tất cả chưa là gì, mình còn khá nhiều vòng ở phía sau mà, đúng không?